Hôm nay mình giới thiệu các bạn cách cái giới thiệu đến các bạn để cái vòng xe BMW trước của dòng xe Mitsubishi Zinger. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn đây là BMW trước đấy, của dòng xe Mitsubishi Zinger. Dòng xe được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Đấy, đây là BMW trước. Thì trong quá trình mà các bạn bán hàng thì rất nhiều anh em hay hỏi về cho mình xin cái hình ảnh của dòng xe BMW trước của dòng xe Mitsubishi Zinger thì sẽ như thế nào. Đấy thì hôm nay hàng xịn, chính hàng xịn thì nó sẽ như thế nào. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn BMW trước của dòng xe Mitsubishi Zinger, sản phẩm được trực tiếp phụ tùng An Việt nhập khẩu về phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là bao bì của nó các bạn nhìn, đây là hộp đấy, của dòng xe Mitsubishi Zinger được chúng tôi nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. BMW trước đấy, mình sẽ bóc cái sản phẩm nó ra để các bạn có thể xem quan sát. Đấy thì bởi vì trong quá trình bán hàng thì rất nhiều bạn hay hỏi mình là anh cho em xin cái hình ảnh được không, thì mình muốn làm cái video này để các bạn khi mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể xem trực tiếp luôn, trực tiếp cái sản phẩm của dòng xe Zinger. Thì đây mình sẽ bóc hộp nó như này. Đây BMW trước đấy của dòng xe Mitsubishi Zinger. Đấy, bởi vì khi mà BMW này là cái vòng quay của bánh thì nó hoạt động rất là nhiều, thì trong quá trình mà các bạn chạy xe một thời gian trên đường thì dẫn đến là nó bị hỏng mất cái BMW này, hỏng BMW, và lúc đó thì bắt buộc các bạn phải thay thế để xe của chúng ta thì vận hành tốt, chúng ta có thể lưu thông tốt, xe chúng ta có thể chạy tốt trên đường. Đấy thì làm sao một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Zinger tại thị trường Việt Nam với giá thành cạnh tranh và chất lượng hàng hóa đảm bảo, thì hôm nay thì mình các bạn vui lòng đến với phụ tùng An Việt. Đấy thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn biết đây là hàng BMW trước của dòng xe Mitsubishi Zinger. Đấy, để các bạn có sự lựa chọn khi các bạn mua hàng. Thì các bạn nhìn khi mà chúng ta bóc ra này là lớp bóng của nhà sản xuất này, bảo vệ nhà sản xuất, đây là bao bì vỏ hộp của nó và hai trên sản phẩm này. Đấy, sản phẩm này thì được đây đó các bạn nhìn này, thứ nhất là made in Thái Lan, đấy do Thái Lan các bạn nhìn này. Đó là cái sản phẩm này là được Mitsubishi đặt nhà của nhà cung cấp đấy, SK đấy, đấy SK đó, đây là bi mai ở trước đấy các bạn nhìn, chất lượng bi nó rất là sáng và sắc nét, hàng xịn chính hãng, xịn các bạn sẽ nhìn có sự khác biệt luôn đó. Đấy BMW trước mình không sờ vào vì tránh cái này nó dầu mỡ, nó bảo quản để đảm bảo cái chất lượng của cái vòng bi đó. Đây là BMW trước đó, các bạn nhìn. Anh em nhìn đó. BMW trước là dòng xe Mitsubishi Zinger. Thì trong quá trình mà các bạn đi xe của anh em có thể lưu thông, là cái chất liệu này nó bằng đây bằng thép và hợp kim BMW, thì cái chất lượng thép để tôi rất là ok chắc, bởi vì BMW thì nó có cả hàng nhái bên ngoài, mình cũng có cả hàng liên doanh, nhưng đây hàng xịn nó sẽ như này. Đấy thì nó đảm bảo rằng là cái chất lượng thép các bạn cần rất là chắc chắn và nặng để nó đảm bảo là xe chúng ta vận hành, bởi vì các bạn biết là cái vòng quay một ngày chúng ta đi hàng ngàn km thì cái BMW phải thực sự tốt và đảm bảo thì xe chúng ta lưu thông mới chạy tốt được. Chứ còn BMW mà cũng đảm bảo thì chạy trên đường mà nó có vấn đề gì thì cực kỳ mệt mỏi. Và cái vòng bi này nó không phải là quá đắt đỏ. Thì chúng ta đây là cái sự lựa chọn này các bạn thay thế phụ tùng. Đấy thì trong quá trình mà các bạn lưu thông xe mà anh em cần phải thay thế cái phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Zinger này, thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng An Việt. Để mua hàng các bạn truy cập website phụtungmitsubishi.vn hoặc phụtungamviet.com. Thì đội ngũ kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá các bạn chi tiết để các bạn có sự lựa chọn tốt nhất các bạn mua hàng. Đấy thì rất mong anh em sẽ ủng hộ phụ tùng An Việt.